Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi như sau. Khi mà anh Tùng nói một cái từ khóa, mọi người sẽ lập tức làm thành cái động tác đó. Từ khóa đầu tiên: nuôi nhện. Ok, ok, được, được. Kung Fu Panda. Ok, ok. Harry Potter. 3, 2, 1. Ok, dạ. Yeah. Thấy bạn này đúng hơn á, tại vì không ai đúng được. Đúng đúa của anh là gì? Xuất sắc. Cái ý tưởng đằng sau nó là gì ha? Trong cái thời điểm mà em chuẩn bị tham gia Shark Tank ấy, em đang rất là bí ý tưởng. Chả nhẽ bây giờ chúng ta mang máy chiếu ra để cho các shark xem thì cái chương trình, cái không khí nó bị nhạt ấy. Thì em nghĩ mãi mấy ngày liên tiếp, hết idea này sang idea khác đều không ổn. Thì cuối cùng đúng một hôm vào đúng lúc 4 giờ sáng. Lúc đấy là em đang lướt Facebook, em không ngủ được mà. Em lướt Facebook thì em đến có một cái kỷ niệm của hồi mà em học đại học ấy, là trang phục giấy của các nước ASEAN. Thì em ốp cái idea đấy vào trong cái ý tưởng của em, là so sánh mascot giữa máy chiếu truyền thống và máy chiếu mini BQ. Xác minh cảm giác như thế nào mà khi thấy? Khá là thú vị. Bước ra một cái là phải để ý ngay. Gọi là startup biết tạo nét. Tạo ra cái sự khác biệt của mình với những startup khác. Em là Phan Anh Vũ, CEO, founder của thương hiệu máy chiếu BQ. BQ là thương hiệu Việt đầu tiên phát triển và thương mại các sản phẩm là máy chiếu mini thông minh, phục vụ nhu cầu trải nghiệm nghe nhìn trên màn ảnh rộng. Sau 2 năm 6 tháng thì doanh thu vào năm 2021 là 7 tỷ đồng. Doanh thu năm 2022 là 25 tỷ, lợi nhuận là 15%. Hết quý 3 năm 2023, doanh thu của em hiện tại là 27 tỷ với con số lợi nhuận là 12%. Và đến ngày hôm nay em đã làm được một điều, đấy chính là đá đít được một đối thủ Trung Quốc cực kỳ lớn tại thị trường Việt Nam. Em mong các sếp phải nói nhiều hơn đi nữa để em còn gọi là như là phản đáp. Tức là em muốn bảo vệ cái quan điểm của em. Ví dụ như sếp cùng anh nói một cái là bây giờ không ai sử dụng máy chiếu nữa chẳng hạn. Bây giờ máy chiếu người ta ít xài, ta chỉ sân người ta xài tivi thôi. Nếu như văn phòng anh không bao giờ xài máy chiếu được, vì thứ nhất là ngồi trong phòng rất là náo, rất khó chịu. Thực ra là câu hỏi của sếp cùng anh là câu hỏi mà em đang rất là muốn các sếp hỏi em câu này. Máy chiếu của em ấy, nó đang dần trở thành xu hướng của khách hàng lắp đặt nó ở trong nhà để có thể sử dụng. Đối với lại tivi thì khách hàng bỏ ra tầm 6 triệu đồng, khách hàng chỉ mua tivi khoảng tầm từ 45 đến 50 inch. Đối với lại là máy chiếu ấy thì chỉ cần 6 triệu và có thể chiếu nó lên được từ 100 đến 120 inch. Em cam đoan là tivi đang dần trở thành lỗi thời so với lại là máy chiếu mini hiện tại. Bây giờ mới là cái thời kỳ máy chiếu nó bùng nổ. Đây là nó thể hiện qua con số lý do vì sao chúng ta có cái doanh số trên các sàn thương mại điện tử càng ngày nó càng tăng, hay là doanh số của bản thân thương hiệu mình nó cũng tăng. Cái thứ hai nữa là gì? Đấy là cái trải nghiệm từ máy chiếu nó khác biệt hoàn toàn so với tivi. Và em cam đoan rằng là nếu như mọi người, những người mà chưa bao giờ sử dụng máy chiếu chẳng hạn, thì người ta sẽ, có thể là người ta sẽ nghe cái câu này nó hơi kỳ cục. Nhưng nếu như ai đấy mà đã được trải nghiệm máy chiếu ở trong một căn phòng chiếu phim khoảng tầm 100-120, người ta sẽ nghĩ khác biệt hoàn toàn luôn. Trong cái lúc mà đầy cảm xúc như vậy á, lý do tại sao càng ngày càng dần em lại hướng về phía Xác Minh, và lúc đầu là có Xác Tệ Lâm nữa, thì cái hành trình cảm xúc em lúc đó như thế nào? Mỗi một xác thì đều có một valuation riêng. Cái quan trọng nhất là bây giờ bản thân mình là người thiếu cái gì và mình cần cái gì nhất. Xác Tệ Lâm 4 tỷ cho 11% và 4 tỷ còn lại là khoản vay. Em nghĩ đi đấy rất là thơm. Nhưng khi mà Xác Minh rút cái Golden Ticket ra thì nó thật là lúc đấy cũng là một cái núi lửa khác cũng đang trồng trực phun trào trong em. Chị đưa cho em một cái deal này, 8 tỷ 22%. Em có thể chọn là hoặc em lấy 4 tỷ cho 11%, 4 tỷ còn lại có thể là dưới hình thức khoản vay, lãi suất như ngân hàng. Hoặc là sau 1 năm nữa, nếu em thấy rằng là em không muốn chị sở hữu quá nhiều cổ phần như vậy, chị offer lại cho em mua lại một nửa cái số cổ phần đấy, được không nào? Không, không đàm phán. Cái điều này là thêm nhất luôn á, anh nói thật. Em không thích anh à? Thôi anh em mình cùng dân máy chiếu, anh sẽ... Để Xác Minh lấy Golden Ticket. Rồi xong, rồi khỏi nói nữa, rồi xong. Cảm ơn anh, mình sẽ đi xa cùng nhau nhé. Cố gắng nhé. Em xin ạ. Em nghĩ là ở Xác Minh thì có một tệp khách hàng tốt, tiềm năng cũng phù hợp với em. Khi mà ban đầu em đọc cái slogan của Beta Group là kiến tạo từ sự tử tế. Đúng rồi. Thì nó chạm đến cảm xúc của em. Đối với em nhé, một sản phẩm chất lượng tốt chưa chắc thương hiệu đã tốt. Cái câu trong đầu em luôn luôn nghĩ rằng ấy là brand is everything. Có nghĩa là tất cả mọi thứ đều tạo nên một cái thương hiệu, kể cả văn hóa chúng ta bán hàng, văn hóa chúng ta chăm sóc khách hàng. Chính vì thế nên cái thương hiệu của em ấy thì rất là nổi tiếng trong cái việc là văn hóa bán hàng và chăm sóc khách hàng sau bán. Thực ra khi mà mình chọn cho tổ chức của mình cái, không phải cái slogan đâu mà nó là giá trị văn hóa cốt lõi, là văn hóa tử tế.
thì mình đã tin là sẽ có cái ngày này. Sẽ có cái ngày mà mình sẽ thu hút được những cái người họ đến với mình có cái tần số rung động giống như mình. Và mình tin là mình đã có một cái thương vụ thành công khi mà mình chọn đúng được cái người founder với những cái hệ giá trị tương đồng như thế. Không chỉ là cái sự tử tế ở trong cái vấn đề về đạo đức đâu, mà tử tế cả cái cách bạn ấy thiết kế nên cái sản phẩm, chọn mức giá, chăm sóc khách hàng và cái cách bạn ấy trình bày và phản hồi với những cái câu hỏi của các shark. Thì tất cả những cái điều đó nó đều thể hiện nên một cái sự tử tế nó rất là rõ ràng. Và đấy là lý do mà mình đã xác định trong đầu là kiểu gì mình cũng sẽ phải cố gắng để chiến thắng được cái điều này. Một cái cảm xúc rất là mãnh liệt là ngay cái giây phút mà rút ra Golden Ticket. Và đó là một giây phút của một cái sự huy hoàng rất là lớn. Ngay cái lúc đó, thời điểm đó là shark đang nghĩ cái điều gì ạ? Về mặt cảm xúc thì lúc đó là mình đã ra deal rồi. Và Tuệ Lâm ra một cái deal cũng khá là giống mình, nhưng mà lại còn chặn thêm một câu là không đàm phán. Thì mình bắt đầu cái phần cảm xúc của mình nó dâng lên mà chết rồi, không khéo mất cái điều này về tay sắp Tuệ Lâm mất. Đưa ngay mình đến cái suy nghĩ là à, có cái vé vàng. Thế lúc đấy là phần lý trí của mình cũng nghĩ được ngay và là cái show này chưa có cái vé vàng nào được rút ra. Mình mà rút cái vé này ra thì sẽ rất là tốt về mặt truyền thông cho startup. Mình sẽ là cái vé vàng đầu tiên của chương trình. thế là hai cái thứ đấy nó khớp được vào với nhau một phát. Thế là mình quyết định ngay là mình đứng dậy và mình rút cái vé vàng ra. Ở cái góc độ của em ấy là startup khi mà đang đứng ở trên biển cá mập đúng không ạ? Thì người ta phải gọi là gì, là đang rất là khát tiền. Thế nhưng tiền thì là thiếu nhưng có thể đi vay được. Nhưng cái quan trọng nhất là gì ạ? Là kiến thức. Em đã nói thẳng với lại trước toàn thể anh em công ty của em, anh chấp nhận để đi ra biển lớn để anh gặp những người khác, những người ta đã làm rất là nhiều cái lớn lao, cái tốt đẹp rồi, để người ta mentor mình. Nếu như anh cứ phấn đấu mãi như thế này ấy, thì cái doanh nghiệp của chúng ta nó cứ tà như này. Ngày hôm nay cũng muốn là gửi gắm và cũng rất là muốn là mong anh Minh và tất cả các đồng nghiệp có thể giúp BQ ngày càng một phát triển hơn và xứng đáng là một cái thương hiệu quốc dân để cho người Việt Nam người ta tin dùng, và đặc biệt là những cái dự án, những idea lớn sắp tới bọn em. Chắc chắn rồi. Em cảm ơn anh nhiều. Diễn thôi, chả mấy thương vụ được rót vốn. Ở trên sóng em làm như thế nào, hay là em nói như thế nào, hay là em thể hiện như nào, thì em nghĩ là người ta cũng sẽ tự hiểu được là diễn hay là không diễn. Còn cái việc được rót vốn hay không thì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Và kể cả có được rót vốn hay không, hay được không được rót vốn, em tin rằng em vẫn sẽ bám anh Minh. Em sẽ bám sống bám chết anh Minh để em đưa cái brand của em xa hơn. Chắc chắn là các shark lên chương trình thì rất là muốn được rót vốn, tại vì mình cũng giống như những shark khác thì rất là nhiều những công việc khác nhau. Bản thân cái việc là dành thời gian lên chương trình, đầu tư tâm huyết cho nó thì cũng là vì mình muốn có được những cái thương vụ thành công. Với tất cả những cái thương vụ thì mình đều mang cái tâm thế như vậy. Với B-Cube cũng vậy, rất là hy vọng là sau những quá trình thẩm định đi thì hai bên sẽ gặp được nhau. Full HD thì không thể xem TV hay thay thế TV được. Chưa bao giờ em nói là đây là một sản phẩm có thể thay thế TV nhá, mà sản phẩm có thể sử dụng bên cạnh TV. Đấy. Lúc nào cái từ gọi là hàng Trung Quốc nó cũng thể hiện là trong cái clip đó, thì một là mua hàng Trung Quốc như em nói hồi nãy, bây giờ mua hàng này mới yên tâm, tại ở Việt Nam này nó xử lý rồi, dịch vụ khách hàng tốt. Hai là người ta nói là đặt Trung Quốc gia công thêm logo, thì về cái vấn đề này thì em giải thích như thế nào? Thực ra đây là cái câu chuyện muôn thuở của tất cả các startup công nghệ. Thì ai cũng đều ấp ủ một cái hoài bão là chúng ta sẽ có một cái nhà máy sản xuất riêng sản phẩm chúng ta tại Việt Nam. Mỗi một sản phẩm như này có rất là nhiều linh kiện khác nhau và đi đến từ nhiều nhà máy khác nhau cung cấp linh kiện ấy. Và chúng ta phải bắt buộc phải lắp ráp linh kiện đấy ở bên nước bạn. Tất cả các chi phí bên đấy nó mới tối ưu được. Mình thì mình nghĩ như này, Việt Nam mình đã từng có những cái câu chuyện khá là gọi là đau đầu, giống như hồi nãy chơi game, về việc là một đôi giày Nike chẳng hạn được sản xuất ở Việt Nam, gia công ở Việt Nam, nhưng mà cái mà mình thu nhận được giá trị từ nó thì rất là ít. Còn lại thì đa số những cái giá trị mà người ta thu nhận được ấy, nó nằm ở câu chuyện thương hiệu, ở cái chuyện là đưa cái sản phẩm đấy ra thị trường. Thế thì cái câu chuyện B-Cube mình đang làm được ngược lại, có nghĩa là mình không nhận giá trị từ cái phần rất là thấp của chuỗi cung ứng, là cái phần gia công, là cái phần sản xuất. Cái việc đó Trung Quốc họ làm tốt và họ tối ưu được chi phí cho cái phần đấy với cái quy mô và với cái bề dày kinh nghiệm phát triển và sản xuất của họ, thì mình cứ để họ làm. Và cái giá trị mình tạo ra được là thương hiệu, là những cái chất xám về thiết kế, là cái sự hiểu về khách hàng, là cái sự chăm sóc khách hàng và cho khách hàng một cái gọi là một cái trải nghiệm, một cái peace of mind về cái chuyện là tôi mua cái sản phẩm máy chiếu này ở Việt Nam, có vấn đề gì thì đội ngũ của BQ
sẽ chăm sóc tận tình nhất có thể. Chứ mình đừng có cái tư duy là cứ hàng Trung Quốc thì nó không tốt. Nói về phần mà thẩm định thì không biết là cái tiến độ sắp tới mình sẽ như thế nào. Ngay sau quá trình lên sóng thì bên mình gửi cho các bạn ấy các cái list thông tin phải chuẩn bị, nhưng các bạn ấy cũng mất khá là nhiều thời gian để chuẩn bị, là vì các bạn ấy rất là bận với cái lượng khách hàng mới đổ về. Các bạn ấy phải nhanh chóng để gọi là hái tiền đã, đúng không? Startup thì rất là mong đến cái ngày mà khách hàng họ gọi là ùa đến với mình. Sau đấy thì bên mình sẽ bắt đầu xem kỹ những cái tài liệu mà các bạn chuẩn bị được, xem nó đã đạt yêu cầu hay chưa, có vấn đề gì lớn hay không. Và sau đấy là bắt đầu đến những vòng đàm phán và hy vọng là chúng ta có thể thảo ra những cái hợp đồng để ký kết để đưa đến quá trình giải ngân. Cái điều mình nghĩ là cũng tốt, cho nên là mình sẽ cố gắng để thuyết phục Vũ và cùng nhau đi đến một cái thỏa thuận. Em phải thuyết phục anh. Hai bên thuyết phục cả nhau. Hai cùng thuyết phục vì nhau. Bây giờ nhiều khi là doanh số của em nó tăng nhanh quá, rồi chắc mình vẫn đây lo là startup kiểu. Một thứ gì đó mà có thể rút tỉa ra từ cái case study, từ cái trường hợp của mình, khởi nghiệp của mình thông qua Sắc Tăng thì nó là gì? Thứ nhất là cái sáng tạo là cái cần thiết nhất. Mà nó thể hiện qua màn opening. Yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là ghét từ cái nhìn đầu tiên, nó phụ thuộc vào những cái nhìn đầu tiên. Cho nên là cái màn opening cần một sự sáng tạo. Cho nên là các startup càng sáng tạo thì sẽ càng chiếm được cái thiện cảm của các shark. Cái thứ hai là gì? Không nên quá lo sợ, bởi vì đây là mối quan hệ win-win. Và chúng ta khi mà bước lên sân khấu, chúng ta vừa được các shark tạo cơ hội và chúng ta cũng tạo cơ hội cho các shark. Rõ ràng chúng ta cũng học được một số cái bài học trong quá trình mà thực sự có thể xây dựng một thương hiệu như thế nào, có thể biết được một số cái cách mà để một thương hiệu có thể tồn tại bền vững, một cái doanh nghiệp OEM như thế nào, hoặc làm sao để xây dựng một thương hiệu Việt Nam thông qua cái giá trị, thông qua cái cách mà họ truyền tải, không chỉ với sản phẩm, không chỉ với cái chuyện đầu tư rất nhiều tiền, mà còn ở trong cái tinh thần phục vụ khách hàng và phục vụ cộng đồng như thế nào. Và cũng xin cảm ơn Xác Minh và Vũ đã đến với chương trình Sau Bể Cá Mập để cùng chia sẻ ngày hôm nay ạ. Đây là cái chỗ mà để bọn em trưng bày các cái nguyên mẫu của máy chiếu VQ từ những ngày đầu phát triển. Cái máy nào là máy đầu tiên của em? Đây ạ. Yeah. Đây là máy đầu tiên của bên em. Đấy, anh sẽ thấy là đúng. Chính là cái mà làm nên thương hiệu VQ từ những ngày đầu phát triển. X2 Max Gen 1, rồi là Gen 2 và đây là Gen 3. Okay. Đấy, chung một cái ngôn ngữ thiết kế là cái thiết bị có cái quai sách. Nên là khi mà mọi người nhớ đến cái máy chiếu mà có cái quai sách là mọi người nhớ đến VQ ngay. Thì là nguyên mẫu của nó thì tất cả những cái nội thất rồi là mên mủng các thứ thì bọn em đều lấy ra để trưng bày. Thế là bây giờ cái này nó còn duy trì không hay nó đã tiến hóa thành cái gì rồi? Từ Gen 1, đây Gen 1 đúng không ạ? Gen 2, tức là hai Gen 1 và Gen 2 nó giống nhau, chỉ khác nhau về cái phần mềm và phần cứng thôi. 2023 là Gen 3, và đến ngày hôm nay là 2024 là Gen 4. Thế à? Thực ra là Gen 3 và Gen 4 này nó rất là thử thách bọn em. Bởi vì là nếu mà bây giờ cho máy chiếu nó to ra nữa thì nó sẽ không được đẹp. Cho nên là bắt buộc sẽ phải làm một con máy chiếu mà có kích thước và trọng lượng nó không thay đổi. Nhưng mà tính năng thì nó phải hơn. Phải tầm 12 tháng thì bọn em mới ra mắt được một model như này. Thường một ngày mình sẽ có khoảng bao nhiêu ca khách hàng liên hệ với mình để làm việc? Tùy ngày anh ạ. Nếu mà mỗi tuần mà khách dùng nhiều thì phải tầm 60-70 ca. Ngày cùng một đêm thì khoảng tầm 2-3 ca. Và mình sẽ chăm sóc đến tận 12 giờ đêm luôn. Thực ra đây vừa mới là khách hàng vừa mới nói xong. Ok em thì, nói chung là thôi anh thông cảm cho em một tí, tại không sao không sao, mình phải vì khách hàng chứ. Mình đang có vấn đề gì cần hỗ trợ không anh nhỉ? Thì em không kết nối được cái thuật bay anh. Mình đang dùng model máy chiếu nào để anh nhỉ? Em đang dùng Xtream 2 ạ. Xtream 2 ạ. Xtream 2 thì ở trên cái điều khiển của mình ấy có một cái kính mic ấy, anh bấm để bật kết nối Bluetooth nhé. Đây đúng không anh? Đúng rồi anh ạ. Bấm giữ ạ. Anh nhấn giữ hai đồng thời hai phím trái phải trong chĩa vào máy chiếu cho em. Ok, thấy rồi đấy. Khi nào hiện cái BT remote là được anh ạ. Đây đúng không ạ? Đang ghép đôi đây đúng không ạ? Đúng rồi anh ạ. Vâng. Thế em cảm ơn anh nhé. Đây. Khi nào okay, được rồi. Đây là xong. Dạ vâng ạ. Em chào anh ạ. Ok. Vâng. Em chào anh. Đấy, anh thấy không? Là bọn em sẽ video call 100% chứ không bao giờ nhắn tin với khách, bởi nó rất mất thời gian. Đây, nhưng mà tay ở đây thì đang nói chuyện thoại với khách, nhưng mà ở đây thì khách đã nhắn tin rồi. Thì có nghĩa là bọn em sẽ liên tục cái việc vai trò bạn này thì liên tục. Cái góc này chính là cái góc mà em hay ngồi bạn này. Cái góc để gọi là đây vọc là rất là bừa, gọi là bừa bộn thì rất là ấy, hôm nay còn em còn chưa kịp chuẩn bị. Có nghĩa là cái để vọc hả? Vâng, để vọc tất cả những cái mà linh kiện phần cứng rồi tất cả các thứ thì bọn em sẽ mổ xẻ ở đây. Và tất cả những tính năng thì bọn em sẽ ngồi đây làm việc, hai anh em sẽ ngồi làm việc với nhau trước. Sau đấy thì là cùng nhau lên plan để có thể là xây một cái platform, nhưng mà sẽ xây ở bên kia chứ không phải là bên này.
thì sau khi mà có nguyên mẫu rồi thì sẽ đẩy hết về đây test thẩm định các thứ, mười mấy cái mẫu thì mới làm ra được một cái sản phẩm như thế. Nghĩa là đây là vừa là mình R&D nghiên cứu phát triển sản phẩm mà vừa chăm sóc khách hàng luôn. Vâng. Thì thực ra như thế cũng khá là hay, một ý tưởng tốt, tại vì là mình hiểu về sản phẩm rất là kỹ thì mình chăm sóc khách hàng nó mới tốt được, đúng không? Dạ vâng. Quá trình thẩm định với bên BKeep thì được tiến hành khá là suôn sẻ và thuận lợi khi mà bạn founder bạn Vũ cung cấp tất cả những dữ liệu cần thiết và số liệu thì khá là khớp với những gì chúng tôi được biết và được hiểu qua quá trình pitching của bạn trên chương trình Shark Tank. Đó là lý do mà bên tôi rất là hài lòng và cảm thấy đây là một thương vụ phù hợp để đầu tư vào. Và rất là vui khi ngày hôm nay đến Hà Nội và gặp gỡ bạn Vũ và tiến hành ký kết chính thức trở thành cổ đông của BKeep. Với sự đồng hành từ Xác Minh và các anh chị từ Beta Group, Vũ và BKeep sẽ cam kết rằng trong năm 2024, doanh thu sẽ đạt gấp rưỡi so với năm 2023 và cố gắng duy trì cái đà phát triển này trong các năm sắp tới. Tôi rất là tin tưởng vào năng lực và giá trị mà bạn founder đang theo đuổi. Do đó tôi nghĩ là BKeep sẽ phát triển rất là mạnh và có một cái chiều dài phát triển lâu dài, không chỉ là sản phẩm máy chiếu mà có thể còn những cái sản phẩm khác theo cách làm và cách nghĩ tương tự như vậy.